Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta lại được quay về với một cây đàn mà tự chơi. Vâng, và cây đàn này thì các bạn thấy là trên hình ảnh của nó là cái phần tự chơi người ta đã tách rời riêng ra, tức là ở một cái đời cao hơn, một cái nấc cao hơn. Và với cây này thì các bạn biết rằng là Ubamea thì bản thân gốc của cây đàn nó cũng đắt tiền hơn. Có thể nói rằng với Việt Nam, thì nó đã thuộc dạng phân khúc chi tiêu là khá rồi. Vâng, cận với cả những người chi tiêu mà có nhiều tiền và có nhiều tiền, có thu nhập cao. Thế nhưng mà nếu để so sánh với một cây đàn mới, vâng, thì tổng giá trị của cây đàn này vẫn rẻ hơn, vẫn ít tiền hơn rất nhiều so với cây đàn mới. Và mà chúng ta lại có những cây đàn mới thì thường lại ít khi chúng ta dám nhập những cây đàn mà sản xuất tại Nhật như những cây đàn này. Đấy. Thì chúng ta hãy hình dung rằng là có một thời chúng ta đi xe máy đã qua sử dụng rất là nhiều, đi xe máy qua sử dụng rất nhiều của Nhật, thì các bạn thấy rằng là đồ Nhật sản xuất tại Nhật với người dân Nhật đã sử dụng qua và chúng ta sử dụng lại thì vẫn tốt như thế nào và vẫn hiệu quả như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ dành ít phút để các bạn cùng nghe xem cây đàn này tự chơi thì âm thanh nó ra sao, phải không ạ? Mời các bạn cùng nghe. Chúng ta nghe một đoạn của bản Nước Tuyết thôi. Các bạn thấy đấy, vậy những cây đàn này sẽ phù hợp với những điều kiện như thế nào? Những cây đàn tự chơi như thế này, ngoài chức năng cơ bản nó vẫn như là một cây đàn cơ bình thường, và những cây đàn cơ bình thường thì chúng ta có một cái chức năng để thưởng thức âm nhạc, để học những bài mẫu. Ví dụ như bạn đánh đến một bản nào đó, bạn có thể tìm một cái file MIDI của bản đó, bạn đưa vào và trên cây đàn sẽ tự chơi để chúng ta thưởng thức âm thanh cho học tập, để chúng ta được nghe mẫu. Đấy là một điều rất tốt. Vâng, và bên cạnh đó thì chúng ta thích nghe bản nhạc nào đó thì chúng ta lại đưa vào qua vi tính và qua đường dây MIDI của nó, hoặc là chúng ta qua đĩa mềm, và thì chúng ta hoàn toàn lại được nghe bản nhạc đó, thưởng thức với một sự tuyệt hảo nhất. Tôi muốn nhấn mạnh tuyệt hảo nhất về âm thanh đó là vang lên từ một cây đàn cơ. Đấy. Khác hoàn toàn với cái chuyện mà chúng ta sẽ phải mua đĩa dù là CD cao cấp hay là dù là DVD cao cấp chẳng nữa, ở Full HD như thế nào đi chẳng nữa, thì âm thanh vang ra qua gọi là âm ly rồi ra loa thì cái loa của mình dù tốt đến mấy cũng không bao giờ bằng được âm thanh thực của một cây đàn cơ vang lên với búa gõ vào dây rung động hoàn toàn bằng tự nhiên acoustic như thế này. Nó vẫn là đỉnh cao nhất. Vì vậy, nên để thưởng thức âm nhạc,
với một cây đàn như thế này thì cũng là tuyệt vời. Và chính vì vậy nên rằng là ngoài cái chuyện là trong các gia đình hoàn toàn có thể sử dụng, thì bên cạnh đó chúng ta có thể đưa vào các quán cà phê, đưa vào các nhà hàng, khách sạn để sử dụng cho các khách thưởng thức nghe, cũng rất là tuyệt vời. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa rằng đây là một cây đàn đa dụng và sử dụng được trên nhiều phương diện. Vì vậy, nếu chúng ta có một tầm tài chính hợp lý và đầu tư, hãy nghĩ đến cây đàn này. Và bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để chúng ta cùng xem. Vâng, các bạn thấy đấy, trên phương diện cây đàn cơ thì đây là cây đàn rất là hay nữa. Và tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có dự kiến chi tiêu tầm 70-80 triệu, và cỡ đấy, hãy nghĩ đến cây đàn này, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.